Đức Phật bảo trời Tịnh Cư và các chúng trời. Ngoài việc hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, giả sử tất cả hữu tình ở vô biên thế giới khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Nếu có tất cả hữu tình trong vô biên thế giới khắp mười phương ở chỗ các Bồ Tát kia mỗi mỗi đều đem y phục, thức ăn, nước uống, giường nằm, thuốc thang và vô lượng thứ nhạc cụ thượng hạng, trải qua hằng hà sa số đại kiếp, dùng có sở đắc làm phương tiện, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lại có các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân trụ Bồ Tát thừa, khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, đối với căn lành công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử, thì được công đức hơn trước rất nhiều, vô lượng vô số, tính đếm thí dụ, không thể sánh kịp. Vì sao? Vì các thiện nam tử, vân vân trụ Bồ Tát thừa, phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, dùng vô sở đắc làm phương tiện, được phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì, nên xứng trần pháp giới tối thắng không gì bằng. Các hữu tình kia được nhiều phước, dùng có sở đắc làm phương tiện, khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng đối với pháp này, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến muôn ức phần cũng không bằng một. Chư thiền nên biết, ngoài việc này, giả sử hằng hà sa số tam thiền đại thiền thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác phổ khắp đối với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong quá khứ, hiện tại, vị lai và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, hoặc căn lành của các đệ tử, hoặc căn lành của các hữu tình khác đã tập hợp, đang tập hợp, sẽ tập hợp tất cả cân đường, dùng hữu tướng và có sở đắc làm phương tiện, hiện tiền tùy hỷ hồi hướng qua vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa phát sanh quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phổ khắp đối với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong quá khứ, hiện tại, vị lai và vô lượng vô biên Phật pháp khác, hoặc căn lành của các đệ tử, hoặc căn lành của các hữu tình khác đã tập hợp, đang tập hợp, sẽ tập hợp tất cả cân lượng hiện tiền phát khởi, tối tồn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng, vô thượng, không gì sánh bằng, tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp. Lại đem sự tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp này ban cho các hữu tình bình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng này so với sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng trước gấp bội, trăm lần, ngàn lần, cho đến vô cực lần cũng lại hơn trước rất nhiều. Vì sao? Vì sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng này lấy vô tướng, vô sở đắc làm phương tiện, còn sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng trước lấy có tướng và có sở đắc làm phương tiện. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, như lời Thế Tôn dạy, nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phổ khắp đối với công đức căn lành của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử trong quá khứ, hiện tại, vị lai, tập hợp tất cả như vậy cân lượng và hiện tiền phát khởi, tối tồn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng, vô thượng, không gì sánh bằng, tùy hỷ tương ưng với phước nghiệp sự. Lại đem sự tùy hỷ tương ưng với các việc phước nghiệp này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng này hơn hẳn sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng trước vô số lần. Bạch Thế Tôn, ngang đầu mà nói sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng sau hơn sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng trước cho đến gấp bội vô số lần. Phật dạy, này thiện hiện, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này, đối với pháp ba đời chẳng lấy, chẳng bỏ, chẳng trọng, chẳng khinh, chẳng có sở đắc, chẳng phải không sở đắc, không có chỗ phân biệt, không có sự phân biệt sai khác, không có chỗ để xem xét, không có sự vin theo để xem xét, thấy pháp này đều do tích tụ phân biệt, biết được tất cả pháp không sanh không diệt, không đi không đến, không vào không ra, không họp không tan, trong đây không có pháp đã đang sẽ sanh, cũng không có pháp đã đang sẽ diệt. Ta phải như pháp trần, như pháp giới, dùng vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Thiện hiện nên biết ngang đầy sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng này hơn sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng có sở đắc tưởng, có sở đắc kiến ở trước đến gấp bội vô số lần. Lại nữa này thiện hiện, đối với chư Phật Thế Tôn và các đệ tử trong quá khứ, hiện tại, vị lai, các thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát thừa muốn bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, bà la mật đa, tương ưng căn lành, phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, nên nghĩ như trần giải thoát bố thí cũng vậy, như trần giải thoát tịnh giới cũng vậy, như trần giải thoát an nhẫn cũng vậy, như trần giải thoát tinh tấn cũng vậy, như trần giải thoát tịnh lự cũng vậy, như trần giải thoát bát nhã cũng vậy, như trần giải thoát giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn cũng vậy, như trần giải thoát sự tùy hỷ cũng vậy, như trần giải thoát tùy hỷ tương ưng với các việc phước nghiệp cũng vậy, như trần giải thoát chư Phật Thế Tôn và bậc độc giác cũng vậy, như trần giải thoát thành văn đã nhập niết bàn cũng vậy, như trần giải thoát các pháp quá khứ đã diệt cũng vậy, như trần giải thoát các pháp vị lai chưa sanh cũng vậy, như trần giải thoát các pháp hiện tại đang truyền bá cũng vậy, như trần giải thoát các đệ tử của Phật trong quá khứ cũng vậy, như trần giải thoát các đệ tử của Phật đời vị lai cũng vậy, như trần giải thoát hiện tại các đệ tử của Phật trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương cũng vậy, như trần giải thoát tất cả căn lành công đức cũng vậy, như tánh các pháp không trói buộc, không cởi mở, không ô nhiễm, không thành tịnh, không phát khởi, không chấm dứt, không sanh, không diệt, không chấp thủ, không xả bỏ. Ta đối với căn lành công đức này hiện tiền tùy hỷ, đem căn lành này ban cho các hữu tình chúc hưởng một cách bình đẳng, dùng sự không rời chuyển và không hư hoại, không tướng trạng, không chứng đắc làm phương tiện để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sự tùy hỷ hồi hướng như vậy chẳng phải có thể tùy hỷ hồi hướng, vì không có sự tùy hỷ, sự hồi hướng. Nếu khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì không lưu chuyển, không chấm dứt, không sanh, không diệt. Thiện hiện nên biết các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, hơn sự tùy hỷ hồi hướng có tướng có chứng đắc ở trước cho đến gấp bội vô số lần. Đại Bồ Tát nào thành tựu sự tùy hỷ hồi hướng như vậy sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này thiện hiện, giả sử hàng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phương tiện thiện xảo tu hạnh bồ tát, lại có hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Mỗi vị bồ tát này đều mang y phục, giường nằm, thuốc thang, đồ ăn, nước uống, mỹ vị và vô lượng thứ nhạc cụ hảo hạng, trải qua hằng hà sa đại kiếp, dùng có sở đắc làm phương tiện cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen các vị Bồ Tát kia. Đại Bồ Tát nào được phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, hộ trì phổ khắp, đối với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn, ở quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của các độc giác, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của các thanh văn, hoặc ba việc phước nghiệp, thí tánh, giới tánh, tu tánh của các hữu tình. Tất cả như vậy, tập hợp cân lượng và hiện tiền phát khởi, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng, vô thượng, không gì sánh bằng, tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp. Lại đem sự tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này tùy hỷ hồi hướng tương ưng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói, vì các chúng Bồ Tát dùng có sở đắc làm phương tiện bố thí tương ưng các việc phước nghiệp, nên gấp bội trăm lần, ngàn lần cho đến vô số lần. Vì sao? Vì các Bồ Tát kia bố thí tương ưng các việc phước nghiệp, dùng có sở đắc làm phương tiện, còn sự tùy hỷ hồi hướng của Bồ Tát này dùng vô sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc hàng hà sa số hút tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các chúng Bồ Tát dùng có sở đắc làm phương tiện,
Bố thí tương ưng các việc phước nghiệp. Giả sử hàng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, và các bồ tát này đều trụ hàng hà sa số đại kiếp, tu thần diệu hạnh, tu ngữ diệu hạnh, tu ý diệu hạnh, dùng có sở đắc làm phương tiện thọ trì tịnh giới. Vì đại bồ tát được phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì phổ pháp đối với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của các độc giác, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của các thanh văn, hoặc ba việc phước nghiệp, thí tánh, giới tánh, tu tánh của các hữu tình. Tất cả như vậy tập hợp lại cân đường và hiện tiền phát khởi tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, không thể nghĩ bàn, không thể cân đường, vô thượng không gì sánh bằng, tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp. Lại đem sự tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói, vì các chúng Bồ Tát dùng có sở đắc làm phương tiện, tu tịnh giới tương ưng các việc phước nghiệp, nên gấp bội trăm lần, ngàn lần cho đến vô số lần. Vì sao? Vì các Bồ Tát kia tu tịnh giới tương ưng các việc phước nghiệp, dùng có sở đắc làm phương tiện, còn sự tùy hỷ hồi hướng của Bồ Tát này dùng vô sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc hàng hà sa số hút tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các chúng bồ tát dùng có sở đắc làm phương tiện tu tịnh giới tương ứng các việc phước nghiệp. Giả sử hàng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, và các bồ tát này đều trụ hàng hà sa số đại kiếp, thường bị hàng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương mắng chửi hủy nhục, dùng dao gậy gây hại. Bồ tát này dùng có sở đắc làm phương tiện thọ trì hạnh an nhẫn. Vì đại bồ tát được phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì phổ pháp đối với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của các độc giác, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của các thành văn, hoặc qua việc phước nghiệp, thí tánh, giới tánh, tu tánh của các hữu tình. Tất cả như vậy tập hợp lại cân lượng và hiện tiền phát khởi tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng, vô thượng không gì sánh bằng, tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp. Lại đem sự tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết các bồ tát này tùy hỷ hồi hướng với các việc phước nghiệp hơn trước đã nói, vì các chúng bồ tát dùng có sở đắc làm phương tiện tu an nhẫn tương ưng các việc phước nghiệp, nên gấp bội trăm lần, ngàn lần cho đến vô số lần. Vì sao? Vì các Bồ Tát kia tu an nhẫn tương ứng các việc phước nghiệp, dùng có sở đắc làm phương tiện, còn sự tùy hỷ hồi hướng của Bồ Tát này dùng vô sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc hàng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các chúng bồ tát dùng có sở đắc làm phương tiện tu an nhẫn tương ứng các việc phước nghiệp. Giả sử hàng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các bồ tát này đều trụ hàng hà sa số đại kiếp, chẳng ngồi chẳng nằm, thường không ngủ nghỉ, dùng có sở đắc làm phương tiện tu hành tinh tấn. Đại Bồ Tát này được phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì phổ pháp đối với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của các độc giác,
hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của các thanh văn, hoặc ba việc phước nghiệp, thí tánh, giới tánh, tu tánh của các hữu tình. Tất cả như vậy tập hợp lại cân đường và hiện tiền phát khởi tối tồn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, không thể nghĩ bàn, không thể cân đường, vô thượng, không gì sánh bằng, tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp. Lại đem sự tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết bồ tát này tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói, vì các chúng bồ tát dùng có sở đắc làm phương tiện, tu tinh tấn tương ưng các việc phước nghiệp nên gấp bội trăm lần ngàn lần cho đến vô số lần. Vì sao? Vì các bồ tát kia tu tinh tấn tương ưng các việc phước nghiệp dùng có sở đắc làm phương tiện, còn sự tùy hỷ hồi hướng của bồ tát này dùng vô sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các chúng bồ tát dùng có sở đắc làm phương tiện, tu tinh tấn tương ưng các việc phước nghiệp. Giả sử hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, và các bồ tát này đều trụ hằng hà sa số đại kiếp, lìa tâm loạn động, trụ vào nhất duyên, dùng có sở đắc làm phương tiện, tu hành tịnh lự. Vì đại bồ tát được phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì, phổ khắp đối với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của các độc giác, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của các thanh văn, hoặc ba việc phước nghiệp, thí tánh, giới tánh, tu tánh của các hữu tình. Tất cả như vậy tập hợp lại cất lượng và hiện tiền phát khởi tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng, vô thượng, không gì sánh bằng, tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp. Lại đem sự tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết các bồ tát này tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói, vì các chúng bồ tát dùng có sở đắc làm phương tiện, tu tịnh lự tương ưng các việc phước nghiệp nên gấp bội trăm lần ngàn lần cho đến vô số lần. Vì sao? Vì các bồ tát kia tu tịnh lự tương ưng các việc phước nghiệp dùng có sở đắc làm phương tiện, còn sự tùy hỷ hồi hướng của bồ tát này dùng vô sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các chúng bồ tát dùng có sở đắc làm phương tiện, tu tịnh lự tương ưng các việc phước nghiệp. Giả sử hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng giác, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, và các bồ tát này đều trụ hằng hà sa số đại kiếp, tư duy quán sát tánh tướng các pháp, dùng có sở đắc làm phương tiện, tu hành bát nhã và các căn lành khác. Vì đại bồ tát được phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì, phổ khắp đối với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của các độc giác, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của các thanh văn, hoặc ba việc phước nghiệp, thí tánh, giới tánh, tu tánh của các hữu tình. Tất cả như vậy tập hợp lại cân lượng và hiện tiền phát khởi tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng, vô thượng, không gì sánh bằng, tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp. Lại đem sự tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết các bồ tát này tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói, vì các chúng bồ tát dùng có sở đắc làm phương tiện bát nhã và các thiện căn tương ưng các việc phước nghiệp nên gấp bội trăm lần ngàn lần cho đến vô số lần. Vì sao? Vì các bồ tát kia tu bát nhã và các thiện căn tương ưng các việc phước nghiệp dùng có sở đắc làm phương tiện, còn sự tùy hỷ hồi hướng của bồ tát này dùng vô sở đắc làm phương tiện.